Linh Cẩu Đốm, nhận thẻ hiếu chiến và lì lợm. Khi chúng có đủ quân số từ 10 con trở lên, thì không có bất kỳ sức mạnh nào địch lại, ngoại trừ sư tử. Theo ước tính, một con sư tử cái trưởng thành sẽ năm ăn năm thua với ít nhất là 3 con linh cẩu. Trong khi, sư tử đực trưởng thành có thể chiến với ít nhất là 7 linh cẩu. Nếu linh cẩu có đủ quân số của một bầy đàn từ 20 đến 40 con, thì sư tử phải cần đến sự hộ tống của bầy đàn mới áp chế được chúng. Chúng là một gia tộc ít thành viên. Trong lúc đồng loại đang ăn thì sẽ luôn có những con làm cảnh giới. Bởi thức ăn này là của một con sư tử đực. Báo động được bật lên, nhưng hơi trễ. Một con linh cẩu đã bị bắt gọn. Tiếng kêu chát chúa một góc rừng. Rõ ràng là rất đau, bởi đó là cú cắn của sư tử độc. Nhưng hãy nhìn lại cảnh vây bắt này. Linh cẩu cắm đầu bỏ chạy, đột ngột quay đầu. Nỗi sợ sư tử độc biến mất. Chúng bắt đầu tập hợp lại để cứu lấy đồng loại. Những chị em khác bỏ chạy quá xa, chưa kịp quay lại, nên ba con linh cẩu này quyết định tấn công sư tử độc. Bởi chúng biết trễ một giây phút nào là người anh em của chúng lại thêm khổ đau giây phút ấy. Sư tử độc quá khủng khiếp, nó gầm chặt đầu kẻ gặp nạn và quay mặt trực diện về phía bầy linh cẩu. Bất kỳ con linh cẩu nào cũng sợ đau và sợ chết cả, nhưng chúng lại một lần nữa nạp thẳng vào, liên tục tấn công sư tử độc từ mọi phía. Những con vòng ngoài không phải chống sự, mà chúng kêu lên thật to để tạo ra áp lực âm thanh đe dọa. Cuối cùng, dưới sự đồng loạt tấn công của bầy linh cẩu, sư tử độc buộc phải buông cái gặp nạn ra. Linh cẩu gặp nạn lượm lại được cái mạng trông thấy. Đó là nhờ vào sự cứu giúp tuyệt vời của chị em mình. Khi linh cẩu đã có được thứ chúng cần thì chúng không còn manh động nữa. Sư tử độc đơn thương độc mã chiếm thế thượng phong từ đầu, cho thấy sức mạnh và bản lĩnh của sư tử độc là không hề đơn giản.